Hello, xin chào tất cả các bạn. Chắc hẳn có rất rất là nhiều người đang thắc mắc là không biết 1.000 lượt xem video ngắn kiếm được bao nhiêu tiền trên YouTube. Tôi cũng suy nghĩ thắc mắc như các bạn biết là bạc đầu luôn rồi nè. Nhưng mà sau nhiều năm nghiên cứu, cuối cùng bây giờ tôi đã có câu trả lời. Trong video này tôi sẽ cho các bạn biết kết quả 1.000 lượt xem các bạn kiếm được bao nhiêu tiền. Để những bạn mà đang làm YouTube hoặc là những bạn mà đang có ý định làm YouTube á, các bạn hiểu được là các bạn cần bao nhiêu lượt xem để các bạn có thể kiếm 500-700 triệu một tháng. Ok, và bây giờ không nói tào lao mới lao mất thời gian nữa, nếu như các bạn muốn biết cách thức tính tiền của YouTube như thế nào thì ngay bây giờ đây các bạn hãy cùng theo dõi video này nhé. Nào. Đó, như các bạn cũng đã thấy là hiện tại Tâm có đăng một số video ngắn trên kênh nè. Bởi vì hôm nay chúng ta sẽ nói về doanh thu của video ngắn, chứ không nói về những video dài nha. Những video dài lúc trước Thế Tâm có làm rồi. Thì hiện tại kênh Thế Tâm đăng chỉ có 8 video thôi. Đó, như các bạn đã thấy, 8 video ngắn. Và những cái video này hiện tại đều đang bật kiếm tiền nè. Các bạn thấy cái biểu tượng màu xanh nè. Đó, đều đang kiếm tiền hết. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra doanh thu của video đầu tiên. Đó, có video đầu tiên nè, cách đây 11 tháng nè, biểu diễn tung gạch và cái kết. Đó, video này có 20.000 lượt xem nha. Bây giờ chúng ta sẽ xem doanh thu, nhấp vào. Đó, doanh thu đây, nhấp vào. Cái doanh thu của video này tổng từ lúc đăng video tới giờ là 11 tháng, được tổng cộng là 15.214 đồng. 11 tháng mà được tặng 15.000. Cái số tiền 15.000 này là tiền Việt Nam nha, chứ không phải tiền đô nha. 15.000 đô là tôi giàu luôn á. Đó, thì khi các bạn đăng video lên YouTube, mỗi ngày có thêm lượt xem là các bạn sẽ có thêm tiền. Đó, đây nó có cột mốc nè, các bạn nhấp vào cột mốc. Đó, ngày 25 tháng 5 nè. Các bạn muốn xem mỗi tháng nó kiếm được bao nhiêu tiền á, thì các bạn sẽ nhấp vào đây. Đó, ví dụ các bạn muốn xem trong tháng 12 là cái video này được bao nhiêu tiền, các bạn sẽ nhấp vào tháng 12 nè. Đó, thì tháng 12 video này tổng cộng kiếm được 72 đồng. Các bạn nhìn cái biểu đồ dưới đây nè. Đó, cái biểu đồ mà nằm sát cái dây là những ngày này là không có tiền, còn những ngày cái biểu đồ cao là có tiền nè, nhấp vào nè. Đó, là trong cái tháng 12 này là ngày 17 là được 14 đồng thôi. Với lại hai ngày này, ngày 24 tháng 12 là 23 đồng, ngày 25 tháng 12 được 35 đồng. Đó, có nghĩa là trong tháng 12 chỉ có 3 ngày là có tiền thôi. Có nghĩa là ngày nào cũng có lượt xem, nhưng mà tùy lúc YouTube nó bỏ quảng cáo vào thì mới có tiền. Còn YouTube nó không đưa quảng cáo vào là không có tiền. Đó, kiểu vậy. Bây giờ Thế Tâm sẽ chọn là 28 ngày gần nhất. Đây, 28 ngày gần nhất là video này kiếm được 35 đồng. Trong một tháng trung bình nó chỉ có vài ngày có doanh thu thôi, các bạn thấy không? Đó, cái ngày này là doanh thu là tột độ luôn nè. Maximum luôn, 18 đồng. Cao như vậy mà được có 18 đồng thì những ngày này được nhiêu? Trời ơi, 2 đồng. 2 đồng. 1 đồng. Tính ra cái video này tầm 10 năm nữa thế nào cũng đủ 100 ngàn. What? Coi như là cái video này tổng cộng là 20.000 lượt xem trong 11 tháng, kiếm được 15 ngàn. Tiếp tục bây giờ chúng ta sẽ đến với video thứ hai. Video này có 32.000 lượt xem. Bây giờ chúng ta sẽ xem doanh thu nó được bao nhiêu, có khá hơn không? Xem doanh thu nè. À, cái video này ngon nha, cao hơn video trước nha. Cao hơn được 1.000. Nè, các bạn thấy không? Video đăng từ ngày 14 tháng 9 năm 2022 nè. Hiện tại là ngày 10 tháng 2 năm 2023 nè. Hơn 4 tháng trời kiếm được 16.000. Nói chung ở trên YouTube này các bạn kiếm tiền nhờ lượt xem nó nhiều thôi. Đó, mấy trăm ngàn lượt xem, mấy triệu lượt xem, hàng chục triệu lượt xem thì các bạn có tiền rất là nhiều. Còn khi video của các bạn lèo tèo 5-10 ngàn lượt xem, vài chục ngàn lượt xem thì tiền nó rất là ít. Bây giờ bấm xem thử 28 ngày qua coi. Đó, các bạn thấy cái video này doanh thu nó lên xuống liên tục nè. Đó, ngày 14 tháng 1 được 23 đồng. Cái qua ngày hôm sau, ngày 15 không có đồng nào hết. Tiếp tục ngày hôm sau, ngày 16 kiếm được 11 đồng. Cái biểu đồ nó lên xuống rất là thất thường. Đó, kiếm tiền ở trên YouTube này nó rất là thất thường. Ví dụ như tháng này các bạn có lượt xem nhiều thì các bạn có tiền nhiều. Qua tháng sau các bạn lượt xem ít thì các bạn tiền ít. Đó, còn không có lượt xem thì không có tiền luôn. Cái kiểu như vậy. Nó không giống như các bạn đi làm công ty, lương các bạn tháng 6-7 triệu nó đều hen. Có thể là nó trồi lên sụt xuống chút xíu. Còn YouTube này nó thất thường lắm. Có khi tháng này các bạn được 3 triệu, tháng sau các bạn được 30 triệu. Rồi tháng tới các bạn kiếm được 500 triệu không chừng. Ghê vậy đó. Ở đây có cái video này nhiều lượt xem nè, 69.000 lượt xem nè. Do hai cái video này Thế Tâm chia sẻ từ cái video dài ra, cho nên nó sẽ không có doanh thu. Đó, Thế Tâm sẽ nhấp vào cho các bạn xem nè. Video này 69.000 lượt xem mà chỉ có được 67 đồng thôi.
Bởi vì do cái video này Thế Tâm cắt từ cái video dài ra, cho nên doanh thu nó sẽ tính cho video dài chứ không tính cho video ngắn. Đây cái video hôm bữa Thế Tâm lì xì đầu năm tốn 6 chai nè, được 11.000 lượt xem nè. Để coi cái video này kiếm được nhiêu tiền nha. Nhấp vô nè. Rồi xong, 3.1 ngàn. Trời ơi, nở lòng nào cái video tôi tốn 6 triệu lì xì mà nhận được 3.189 đồng. Không thể nào tin nổi luôn. Biết chừng nào mới gỡ lại được 6 triệu đồng. Đó, để coi ngày nó kiếm được nhiêu tiền. 7 ngày qua nè, ngày 2 tháng 2 nè, kiếm được 30 đồng nè. Đó, ngày 3 nè, kiếm được 21 đồng nè. Ngày 6 tháng 2 kiếm 15 đồng nè. Coi như tổng cộng từ lúc đăng video tới giờ luôn là chỉ có được 3.189 đồng thôi. Bây giờ tổng kết lại ba cái video nè. Video này 20.000 lượt xem. Video này 32.000 lượt xem. Và cái video này 11.000 lượt xem. Tổng 3 video lại có lượt xem là 63.000. Trong khi đó chỉ kiếm được 34.000 thôi. Vậy là tính ra 1.000 lượt xem video ngắn trên kênh Thế Tâm kiếm được từ 500 đến 600 đồng. Cái này là tính trên kênh Thế Tâm thôi nha, còn kênh khác thì tôi không biết. Bởi vì trên YouTube này nó phụ thuộc vào nhiều chủ đề nữa. Ví dụ các bạn làm chủ đề tin tức thì giá tiền nó khác, các bạn làm chủ đề ăn uống thì giá tiền nó khác, các bạn làm chủ đề ca hát thì cái tiền nó khác nữa. Và nó còn phụ thuộc vào cái video của các bạn có nhiều lượt xem hay không nữa. Đó, ví dụ như video của các bạn có nhiều lượt xem thì YouTube nó sẽ chèn nhiều quảng cáo vào, thì cái tiền các bạn kiếm được nó sẽ rất là nhiều. Còn nếu video của các bạn ít lượt xem thì YouTube nó sẽ rất là ít chèn quảng cáo vào, cho nên số tiền các bạn kiếm được nó rất là thấp. Đối với những video ngắn này thì nó rất là dễ kiếm lượt xem. Đó, giống như các bạn xem trên TikTok, các bạn thấy không? Mấy triệu lượt xem, mấy chục triệu lượt xem là bình thường. Như vậy là Thế Tâm vừa cho các bạn biết cái cách tính tiền lượt xem video ngắn trên YouTube như thế nào rồi. Các bạn có ý kiến gì hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé. Chúc các bạn thành công. Đừng quên nhấn like video và hãy nhấn đăng ký kênh nếu các bạn chưa đăng ký kênh để đón theo dõi những video hướng dẫn mới nhất của Thế Tâm nhé. Và bây giờ Thế Tâm xin nói lời chào thân ái và xin hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.